sanh duyên, phù mẫu vui đẹp lòng, từ trùng trước sau là chồng. Tôi sợ lời điều hoa đấy đưa, chôn liêm đời trai theo nắng mưa, lòng mang cá thêm buồn. Xin tân thường băng nương luyến thương, mong đời ngài duyên ương dân dương, duyên lứa đôi dân bờ môi. Phù lang người tâm thề có trời, băng nương chung tờ hồng cân gia, chàng không thương kịp qua nàng mau tránh xa. Luôn bên non hát bài vàng ca, lầm sai được cứ tha với tâm hòa chân thật, miệng mật và hương đau thêm quán hận kẻ hài lòng. Tờ trung ơi hỡi tờ trung, thời gian sẽ rõ thủy chung mơ hồng. Rồi hiền phụ yêu chồng đến giờ hốt cân kiếm phòng mà ngủ riêng. Quân ba thôi nói nhiều thêm chỉ buồn thôi, nếu như muốn không tự hôn, quân chúa khuyên nàng hãy nên cầm lời đừng biện minh. Nắng chiều tắt buồn, tôi với băng nương thành người là xa. Chàng nghe khuyên đừng chia duyên, đừng đưa nỗi thương buồn của mình lang xa vững đinh. Mẹ cha vội vai nghĩa tình, làm sao băng nương bay trình. Chàng ơi mong thương không hiểu, thôi hãy im đi cách xa từ tuyên nhập. Dạ môn tâu, quân của Dương Kỳ Sơn lấn đất giành dân, quân của Bạch Kỳ Sơn chống kình làm loạn. Lui! Quân của Dương Kỳ Sơn dưới tay đại thần Ngạo Bái, quân của Bạch Kỳ Sơn thuộc quyền thống lĩnh của tỉnh Nam Dương, lý do nào làm loạn nhiễu nhương? Hai khanh hãy tấu trình nơi điện các. Dạ hoàng thượng, phụ thân hạ thần đang cất nhậm ở biên quan, bỗng nhiên quân tuần hành phi báo rằng Dương Kỳ Sơn dập mạnh binh hùng, lướt bụi mịt mùng giành dân lân đất, không thể ngồi bởi lũ cuồng ngông, hiêu sát thắp tàn lòng như lan soi. Nếu chẳng chẳng ngăn hành động chuyên quyền, thiên tử sẽ lũy biển ngai vàng nghiêng ngừa. Đây là hành động cao cờ, mở rộng biển cương cũng cố cõi bờ, ngăn chặn bất ngờ ô hợp tàn binh, chúng phối kết âm thầm cùng giành hoại sâm. Ta cần hiểu thông điểm sâu, phải vừa bảo vệ thanh trào còn nghĩa với tiên dương. Muôn tâu bệ hạ, theo ngu thần nhận thấy, chuyện giành dân lấn đất để sanh linh đồ tháng, tiếng khóc than rên xiết thấu trời cao, mong cửu trùng phải liễu phương nào, phát lương thực cho bao người không đói khổ. Lời của tỉnh Tây Dương nghe qua hữu lý, lệnh của quả nhân truyền tướng sĩ phải tuân theo, mở kho lương phát trận đến muôn dân, cho bá tánh thấm nhuần ấn vũ lộ. Tâu hoàng thượng, khó cải qua thiên số, đại thanh sắp lâm vào cảnh ngộ đảo điên, vì có người ngạo mạn chuyên quyền, các kho lương thực nếu không có lệnh sẽ chẳng được quyền xuất phát. Hoàng thân, khanh nói gì trẫm không hiểu ý. Ai, ai dám tự quyền phong tỏa kho lương, kẻ đó là ai?
kẻ đó là Ngao Bái, Tấu Hoàng Thượng. Ngao Bái, khanh dám không tuân lệnh của trẫm mà? Muôn tâu thần không dám. Tâu bệ hạ. Ngao đại thần dám khi quân vọng thượng, vì ý mình hãn mã dài công tâu thiên nhang. Cần phải phân xử Ngao Bái long thành hoàng triều, làm rối thanh quốc điên đảo. Hại dân tàn thương mưu đồ tà gian chiếm ngôi triều cường, giết trừ ngay kế gieo đoan trường. Ta cùng ngươi không thù gieo oan thù quy thân. Im mồm tên gian thần xem tại ba tây dương, trừ quân ác sang hà miên diên. Hãy xem tại Ngao gia. Trước khi thần nhận án đầu rơi, xin cho giữa triều nghi giết loài hổ dữ, để giữ vững an qua lê thứ, cho muôn nhà vui hưởng quan ca hòa điệu thanh bình. Phụ đã trọn lòng yêu dân ai quốc tận tình, thời tiên đế từng liều mình gìn cương thổ, vì quân kẻ kế thừa vũ lỗ phải tròn ân. Ngao Bái lộng quyền hành động bất nhân, truyền quân giữ kho lương tất cả đều phong tỏa, dân đối khổ gần la sẽ trách phiền bề. Nào hiểu kẻ giá tâm mộng ba tòa cơ đồ. Dương huynh suy nghĩ thiệt hơn bao lời trung, muốn cho sang hà an định ta lo toàn dân. Tình Tây Dương chân thành tâm lành vì gian sang, ta gian muốn ai chuyên quyền gieo phiền thì không tha. Lời truyền ra chờ hoàng gia vui đừng điêu hoa. Đại thần Ngao Bái là tôi hiện nơi thanh quốc, từ thuở mài xanh chi dốc trọn tâm lành. Đến nay tuổi hạc đã cao, dân đắp lũy xây thành, dưới tay sư phải duyên dành và thiện cảm, người sẽ vui lòng mãn hạnh phúc đến. Tuân lệnh quả nhân, truyền quận mở kho lương ân cần lo dân nước. Tình Tây Dương cuồng ông không tha thứ được, lần đầu phạt bóng lương vì ngang ngược giữa sân đền. Thiên tử anh minh, Ngao Bái phụng chỉ của thánh hoàng, sẽ cấp phát lương thực cho an hòa dân chúng. Ôi quả thật đấng trung lương đáng được đời cá tụng, trẫm hứa sẽ ban truyền ẩn sủng đến Ngao gia. Phụng chỉ dưới chương tòa, ta chào các quan văn võ. Quân cuốn nhãn Tịnh Tây Dương. Dạ, ngu thần đắc tội. Khanh hãy đứng lên đội đức thiên nhân. Thank you.
Nếu giữa điện Thái Hòa Đẫm không từ tụng với Ngao gia, chắc chắn Tịnh Tây Vương sẽ là mã nơi âm cảnh. Ngao Bái chẳng những tài lực vô song, còn rất nhiều di cánh. Chậm khó thể đành lòng nhìn Khánh Tế chịu hy sinh. Tâu Hoàng thượng, nếu để mãi tình trạng này, e thiên tử sẽ mất niềm tin cùng dân chúng. Quyền hạng đấng chí tôn được mọi người ca tụng, nhưng huynh, xin dương huynh nên hạ lệnh truyền trị tội kẻ ác gian. Muôn tâu, thần hạ sẽ đảm đang cùng hợp sức trừ loạn thần Ngao Bái. Trẫm rất ái ngại đưa ca khanh vào quán trai, và biển triều đại này thành bãi chiến càng hoàng. Mau chảy thành sông thay chất cao đầu, tuổi sầu người trung càng hy sinh vì Ngao Bái tham tàn. Chẳng lẽ thánh hoàng bó hối quanh tay, bao kẻ căm hận đốt lễ đắng cay, tâm tư chiếu nặng đêm ngày, trốn đã miết mài lòng trung lương. Ta phải tìm mà phương kế chu toàn, chiếu mộ anh tài ta trở đại thành, chính nhân nghĩa khi chân thành, đem chuyện an lành về giang sang. Cúi lại thiên nhan thần xin bay biệt, dạng nẻo trong gai dầu dài phong trần, tìm đấng hùng anh dân nước ân cần, chung sức diệt trừ kẻ gian. Quả nhân đã nhận thức điều xảy đến, nên gọi chư khanh bàn quốc sự chốn mật cung. Trẫm, hoàng thân cùng Tô Bà lại cô thu xếp rủi dung, lấy cớ dạo chơi sơn thủy muôn trùng. Nhưng điều quan trọng là tìm kiếm trang anh hùng giữ nước. Riêng Tịnh Tây Vương phải ở lại trong chừng sáu trước, ngừa gian thần ngang ngược chuyên quyền. Nếu xảy ra tai biến ưu phiền, phải thỉnh ý Thái Hậu chích tử chuyên hành động. Xin tuân lệnh. Hoàng thân và Tô Bà lại cô mau thu xếp hành trang, nhớ phải giả dạng giấu che tông tích. Tuân lệnh hoàng thượng. Ngày mai sẽ khởi hành. Tâu hoàng thượng, quý phi phi kiều xin cầu kiến. Mời vào. Tuân lệnh. Hoàng thượng cát tường. Quý phi hay bình thân, có chuyện gì cần gặp trẫm? Muôn tâu, thiếp thấy hoàng thượng lo âu về việc nước, chạnh lòng thương người hôn phối ở cung chương, nên tự tay pha sâm nhung mai quế thanh lương, để lòng thể khỏe an thư thái. Trẫm tạ nghĩa quý phi ưu ái, nhưng người cật lực với gian sang là Ngao Bái đại thần. Sâm nhung này nàng nên lo lắng cho phụ thân. Đêm đã khuya rồi, trẫm cần an giấc để sáng tinh sương cùng hoàng thân du ngoạn. Tâu bệ hạ, ngài nhàn du sơn thủy, sao không cho thiếp theo cùng? Nàng sẽ không chịu nổi sự lạnh lùng giá rét. Bảo vệ ta có cẩn tự trung hoàng đệ, cùng Tô Bà lại cô tính cẩn từ lâu. Nhờ thủy tận sơn lâm tan hết thương sầu, trẫm sẽ về triều chánh cùng trăm quan lo quốc sự. Bệ hạ đối với thiếp sao lạnh lùng sắt đá, nghĩa vợ chồng xa lạ chẳng thương. Để tháng năm lạnh lẽo chốn cung chương, đành phai lạc ân tình chăn côi. Quý phi, quả nhân chân thành tạ lỗi, để nàng nơi thắm cùng buồn lẻ loi phần liêu. Tình không hương yêu thì khó mong
hồn mong đáp tròn nghĩa. Ngào bãi trung can triều thanh, nàng ơi hiếu cho lòng ta, đêm đêm xót xa tâm hồn trái ngang dặm dồn hân buồn không. Hiểu rất nhiều cao ý của thiên nhan. Tiểu quý tử, dạ, mời quý phi hồi cũng thai trầm. Hoàng thượng, sầu thảm ai bi, cha sẽ tìm mưu kế chi. Con không ngờ tránh được chức mẫu nghi mà lại đốn vào phẩm trần quý phi. Cũng chỉ vì thiên tử yêu văn nguyệt chung tình nên hận thờ duyên trẻ con cô lẽ vô cùng. Văn nguyệt là vợ của tử trung với đối đàn khó hẹn thủy chung. Đã lỡ rồi con cần chịu đựng, chờ thọ long thai có được hoàng nam, chức diêu dương sẽ theo về. Nhưng đến bây giờ chưa được thành thân. Con nói sao? Con và thiên tử chưa giao mặt bắt tay à? Phụ thân ơi, con khổ lắm. Ngày hôn lễ tưởng đời mình tốt phước, có ngờ đâu mai trúc trái ngang, lệnh thiên nhân cáo bệnh bên màng, con đành phải bê bàng lạnh lẽo. Lắm rồi, đối với Khang Hy chữ trung ta trọn đạo, đâm sông tây phá nam tạo bắc trừ, để bảo tồn nghiệp đế bao năm dư. Còn ngờ đâu núm ruột của ta phải chịu nhục nhã vì sự hững hờ của thiên tử. Phụ thân ơi, xin hãy thấu hiểu cho nỗi lòng thục nữ. Đã gặp thiên nhân rồi, con ghi giữ niềm yêu. Nếu không may trẻ chịu cô liêu, con
con mất sớm lúc con mới tròn 3 tuổi. Cha chẳng tục quyền thui thủi một thân. Cha nuôi con thơ không suy tính thiệt hơn, dành trọn vẹn cho con tình phụ tử. Gả con cho vua, cha muốn hạnh phúc tốt tươi về ai nữ, để trẻ vui ngự tỏa chức chiêu dương. Trải thân hùng dẫn nước đảm đương, lòng trung chánh triều cương gìn giữ. Không ngờ Khang Hy gieo chuyện dữ, đừng trách ta không tư vị kẻ xấu xa. Khang Hy phụ thân, cha cha chớ nên giận hờn nóng nổi, xin giờ con sẽ không mờ phai. Đợi ngày con chiếm ngôi hoàng nương, trong niềm thương thánh minh triều thanh, mối duyên lành anh tan vỡ, quý thông tha quân bội ân quên người trung. Bẩm phụ thân, con hy vọng với vương quyền chánh hậu, để cha vui mừng hãnh diện với ái nhi. Nhưng không ngờ thiên tử chẳng yêu gì, người du nhàn nhưng không cho trẻ cùng đi, chỉ có hoàng thân và tô bà lai cô hầu cận. Con đoán chắc có ý riêng về quốc vận, linh tính sẽ có điều không ổn đến nghiêm thân. Con gái của cha hãy yên tâm, từ lâu cha chọn trung quân là để mưu cầu hạnh phúc cho ai nhi. Nếu đời con bị xúc phạm khinh khi, tất cả phải đền bù xứng đáng. Ta sẽ cho thám mã quân theo dõi, xem bọn chúng hành động như thế nào, rồi cha sẽ liệu toan. Nếu không được lòng thương của lệnh thánh hoàng, phụ thân hãy vì trẻ giáng sanh khuynh đạo. Được, cha sẽ vì con. Rơi trôi lững lờ bên dòng suối mơ, như tuổi thơ vỡ tan mong chờ, đâu hay cuộc đời là ngàn dĩ đắng. Dòng ve sầu nghe nỉ non thêm héo giòn cho người lụy tình, tương đâu đang trình thiên nhiên giam dần buồn riêng trớ triều vô cùng, cách sinh nỗi sầu càng tăng. Trời buồn nha mây giăng, như quyết tâm cách ngăn
dòng đời phiêu linh, suy tướng thêm mái kinh ngàn khổ vì yêu. Sao kiếp người còn theo đuổi hoài, ân quán nào mà phải tháng ngày. Tìm vui nơi chốn non xanh, sao lòng buồn thêm nhớ mong một người, nhưng đành vui chốn cái tâu dương quang để thần tim sáng. Nay thọ dân vua Tô Bà Lãi Cô, thú rừng cũng như ta đang thèm cuộc sống. Đừng làm tan niềm hy vọng của chim muông. Hãy tìm trái cây ta thấy vẫn no lòng, cho trẫm không ái ngại khi sát sanh hại vật. Tuân lời hoàng thượng. Tô Bà Lai Cô, chờ tôi theo giới. Hoàng thân ở lại đây với trẫm, ta có chuyện cần tâm sự với khanh. Tôi có học qua võ nghệ ở kinh thành, ngài đừng sợ tan tành thân liễu. Hoàng thân ngồi đấy với trẫm. Thần xin được đứng hầu hoàng thượng. Một sự cung kính rất lạnh lùng và khách sáo. Khác với thuở chúng ta còn thơ trẻ bên nhau, niềm luyến thương vì chung giọt máu đào. Trẫm có cảm tưởng tự trung đang hờn quán. Dương huynh có gây lỗi không? Tại sao suy đoán tự trung hờn quán, như tự thú nhận mình làm ta tháng đứa em thân? Nếu tạo lỗi lầm trẫm đã phụ thâm ân, đâu kết hợp châu trần cho đôi lứa. Kết hợp châu trần cho đôi lứa. Dương huynh đừng nói nữa, chớ khơi lại đống tro tàn trong đốm lửa đã mờ tan. Hoàng đế, em... Tôi đã lầm khi say đắm một dung nhan, mãn tâm tưởng chứa chan tình dương đế. Hoàng đế phải hiểu, trẫm cùng cống nương nghĩa xưa đã hết, nhưng nàng thì vẫn còn yêu, cho nên mới lạnh nhạt với tự trung. Dương huynh ơi, nếu biết trước anh cùng bắn nguyệt vẹn thủy chung, thì tự trung chẳng nghênh hôn để rồi hôn đau. Xoay dần số tôi bạc phần, trời ơi sao lá lai chi, tâm tư treo nặng bóng nàng mà tôi muốn quên. Thương nhiều hoàng thân, Dương huynh bắn nguyệt duyên đầu lìa tan em vẫn nghi tình. Nhưng Dương huynh ơi, chữ ái tình như một giọt sương từ xa ngờ kim cương, mà đến gần lại là nước mắt. Đã sao xé trái tim tôi từ buổi tân hôn, đôi mặt chẳng trao tình. Dương huynh có hiểu chẳng nỗi nhục của riêng mình. Tôi muốn gào thét giữa không gian, muốn trả lời bằng kim thép, nhưng tìm ngõ hẹp lụy mình phi quân tử chính nhân. Quy vũ anh hùng bệ vệ một hoàng thân, không thể chịu vô phần vì trang phục nữ. Đành nép dạ lặng thân đêm từng đêm tâm sự, bầu rú cánh nên qua mờ tỏa để giới sâu. Mấy lời nghe cảm thông, tình lý thêm nàng dài.
xót xa lê càng nỗi sầu không phai. Nếu băng nguyệt yêu ta đâu chọn em làm quân mã nên hiểu và Dương huynh vàng đã xa tan rồi. Dương huynh, em xin Dương huynh đừng nhắc lại chuyện xưa. Câu thần tử giả thưa hãy để cho tôi được tròn phần tự trung với băng nương tình yêu hay oán hận. Thời gian sẽ trả lời cảm nhận đúng hay sai. Xin phép tôi đi tìm thức ăn cho hoàng thượng. Băng Nguyệt ơi, đã chọn hướng sang ngang vì tiền đồ thánh quốc, sao nàng chẳng giao hòa tớ tóc với hoàng thân để đối đàn trọn nghĩa nhân, cho ta khỏi phải phân vân chữ tình. Gặp gần nhiều quanh co soi bóng kia cao dơi trời màu xanh nắng hoa trắng gian đồi ôi tình yêu thiên nhiên triền miên tháng năm dài hồn mộng mơ với nàng thơ trong đời ôi gió đưa mênh mang cành lá vua rạc cao ngạt ngào hương với niềm thương trang hoa. Xin lỗi cô, tôi đang say sưa nghe giọng hát hay nên vô ý, mong cô thứ lỗi. Lỡ rồi, cô bắt lỗi cũng lỡ rồi. Nè, cái gì mà nhìn tôi trân trối vậy? Băng Nguyệt, tại sao em lại ở đây? Ông ơi, tôi tên Nguyệt, nhưng chữ lót là Thủy, Thủy Nguyệt, chứ không phải là Băng Nguyệt. Không, Băng Nguyệt đừng dối gạt quả nhân. Nàng không phải là Băng Nguyệt. Phải. Nàng là Thủy Nguyệt. Phải rồi. Vậy nàng với Băng Nguyệt ra sao? Băng Nguyệt Băng Nguyệt là ai? Tôi đâu có biết. Tại sao ông có vẻ thần thờ khi đối diện với tôi? Lời thuốc ở bờ môi kìa Băng Nguyệt. Kẻ lang tâm bội nghĩa vong thề tử trung ơi không nên lầm lạc nàng này chẳng phải là Băng Nguyệt.
tình cờ hối ngộ với Dương Quỳnh hòa thân nên suy xét chân tình. Tôi thật sự trách mình sao ngu trung vô lý à? Ý quyền vô ích kỹ tham tình cái từ nay khó dình đạo ca. Tôi không cần nghe ai nói nữa. Băng Nguyệt, nàng tưởng ngụy biện cải trang có thể đánh lừa tất cả để dễ dàng sa ngã với hung quân chăng? Hoàng đế, chữ quân thần đoàn tuyệt phủi ân, Tự Trung xin về triều nội từ quán trao ân. Tự Trung, hoàng đế, em đã hiểu lầm rồi. Trời đất ơi, hôm nay là cái ngày gì mà xui xẻo quá. Tự nhiên gặp ông đụng tôi té ngã, rồi nhìn tôi là Băng Nguyệt gọi bằng em, mà tôi thì không có quen ông. Rồi lại thêm một cái ông nữa, tự nhiên cái điểm mặt tôi bảo tôi là vong thề bội nghĩa. Nè nè, các người muốn gì ở tôi chứ? Băng Nguyệt. Dạ sao? Ông muốn gì đây? Thì ra cô không phải là quận nương Băng Nguyệt. Rồi lại tới phiên ông tặng thêm cho tôi cái chức quận nương nữa. Thôi, chào các người, tôi phải quay về. Nếu ở đây lâu, chắc tôi điên theo quá. Kìa, Băng Nguyệt. Băng Nguyệt là chị, Thủy Nguyệt chính là em. Cha. Thưa tiên sinh, cô Nguyệt là ái nữ của người. Phải, là con gái của tôi. Các người là ai? Đây là... Tôi và anh bạn đi săn giải muộn, không ngờ nghe giọng ca lạnh lót dễ thương. Tôi vội tìm đến tình cờ gặp cô nương, rất giống một người thân của chúng tôi nơi gia nội tên là Băng Nguyệt. Băng Nguyệt là gì của người? Là nghĩa muội của tôi. Nhà tôi ở gần đây, mời nhị vị đến nơi sẽ hiểu rõ chị em Băng Nguyệt và Thủy Nguyệt. Chúng tôi xin lĩnh ý. Cha ơi, nãy giờ cha nói mà con không hiểu chuyện gì. Rồi con sẽ hiểu. Xin mời nhị vị. Đa tạ tiên sinh. Xin lỗi, nhị vị tên chi? Dạ tôi tên là Khang. Còn bạn tôi tên... Dạ tôi tên là Tô Cô. Tên Tô Cô, ngộ quá ha. Thủy Nguyệt, đừng vô lễ. Dạ. Thưa tiên sinh, người vui lòng cho tôi được biết tôn danh. Vì sao nương náu giữa núi đồi hẻo lánh? Tôi tên là Hồ Mậu, người Hán tộc, chán công hầu mới vui thú điền viên. Thủy Nguyệt con. Dạ. Hãy đứng yên đó để nghe rõ cuộc đời của trẻ. Cha chỉ câm lặng vì chưa tường tông tích, sợ con u hoài ảnh hưởng đến tuổi thơ. Hôm nay tương ngộ bất ngờ, con còn một người chỉ ruột tên là Băng Nguyệt. Người là thân sinh của hai cô gái. Thủy Nguyệt đối với tôi là dưỡng tử minh linh. Cha, cha nói gì? Tiên sinh, mong tiên sinh vui lòng nói rõ. Phụ mẫu quay trẻ là thương buông vào có sống yên lành nơi huyện Giang Đông. Tạo đức nhân trên dưới đẹp lòng, tôi lạc đường vào tựa nương, thêm cảm hoài mến y thương. Hai cô gái sinh đôi được tân tiêu chiều chuộng ở gia đình, ngờ đâu tay biến thình lình bình địa nổi phong ba.
lúc căn tàn thám trạng xảy ra, quân bất nhân hải tặc không nghi vào, dẻo tan tóc mi máu đào, tôi ẩm tẻ khờ thủy nương, nhũ mẫu cùng băng nguyệt lánh thân, lạc hai nơi trôi nổi phong trần, thương thân trẻ bán phận mới nuôi dưỡng mười mấy năm. Băng nguyệt nhờ có một lão quan kinh ly đi ngang mới ghé vào làng, nhìn thảm trạng máu tràn, nghe tiếng trẻ khờ la khóc, ông mới đem về chăm sóc được an lành nơi chốn dương cung. Ôi đã rõ thường thủy chung, thảm cảnh náo nùng Trần.
chờ con theo. Cha mẹ Thúy Nương sẽ chấm dứt cuộc sống nếu không kề bên, rủi mai chẳng tường để tôi theo nàng. Cần khuyên can điều hay, chúng ta đến liền lo cho ai không liều thân. Thủy Nguyệt đã có người lo, chớ bận lòng hỡi Châu Tam thái tử của Minh Triều. Người là ai? Tại sao gọi tôi là Châu Tam thái tử? Dưới lớp áo tiên sinh giữa núi đồi quán vắng, ngài có thể tìm yên lành trong tĩnh lặng của sơn lâm, tạm lánh thân với cuộc sống âm thầm khi Hán quốc lâm dòng khói lửa. Người im đi đừng nói nữa, chớ giả vờ rung cây nhát khỉ phỉnh lừa ta. Các người không ai thẳng thật thà mới vu khống cho kẻ sống an hòa nơi sơn dạ. Ngài sẽ không thắc mắc nghĩ rằng ta xảo trá nếu được tận tường nhân dạng của người xưa. Tô Ngọc à, hay quá, chưa thấy mặt đã biết tên rồi. Tại sao lại không biết cái mùi hương quen thuộc đã đưa Châu Tam vào túi mộng thơ đời, cho trọn một lời không rời xa lứa đôi. Anh thương em nhiều dáng quá yêu kiều, Tô Nương ơi triều mến. Nắng soi sân trường, khúc ca nghe trường lớn lớn mơ màng, như đang lạc bước cùng nguyệt chị hằng soi sáng cho tình ta. Muôn trùng không mờ phai thủy chung, Châu Tam cung vàng hiển dinh quy hoàng, Tô Nương thân bần khô. Kết đôi tâm hồn gió mưa dập dồn, sang hèn không đôi thay. Châu Tam, lời nói của anh sao có vẻ khác thường, hay đã đoán trước điều không may xảy đến? Tô Ngọc, anh mới vừa được tin mật báo rằng binh Thanh Triều như giông bão đến nơi đây. Tướng cầm đầu là Ngạo Bái Hiên Ngang, tài bách chiến dẫm muôn ngàn sát giặc. Trời ơi, nếu thế thì quê hương tràn chinh chiến, tiếng ly tình như văng vẳng bên tai, chữ trúc bay chưa ước thể ở tương lai. Trời xui khiến phải chọn ngày chia biệt. Tô Ngọc ơi, chưa chắc Châu Tam toàn mạng sống để giữ tròn lời thiết thạch với một người anh từng xây mộng. Hạ
chờ thốt lời quan trọng. Để nguyên ương sống thì giao đầu. Ôi nghẹn ngào tại vì đâu, sông sâu chìm tiếng hẹn. Vì khỏi binh giả mang thanh triều. Sông ở khác về đỉnh mệnh phải đành thôi. Thông hiểu tất cả rồi vẫn tê tái bờ môi. Duyên nghiệp được kết đôi sâu trời không chia kết. Châu Tám ơi Châu Tám chờ thời gian thử thách. Mình sẽ gọi cố nhân khi sạch mong quân thù. Mong nàng bên quý chung chàng giái trời mau tan khói binh. Anh sẽ tìm tổ nương luyến thương cho trời sương chắn dương đông buồn mạch suối yêu khởi nguồn. Cho hương thề dân đêm ước ngây loan buồn, xin sao manh tình đôi mình có nhau. Tổ nương ơi chúng mình sẽ được cùng nhau dài kề mã tựa đêm sao trên trời. Phải giữ lời dù rằng xa cách chớ mờ thủy chung. Giang sang khói lửa mịt mùng Châu Tam tô ngọc ngàn trùng không quên. Châu Tam tô ngọc Tô Ngọc. Ngài vẫn còn nhớ tên Tô Ngọc. Người bạn gái thuở còn trung học đã khắc sâu vào tim ốc của Châu Tam. Lời hẹn xưa không phai nhạt với thời gian. Có ngờ đâu binh lửa lan tràn để lừa đôi phải tiếc đi ngàn vạn lý quan sang. Anh nương thân nơi rừng quang, em tớ chưa lệ hòa trang sông vân xa trần gian. Đành thuở vẫn ghi
hồng. Lánh nạn chốn sơn lâm vẫn mong ngày phục nghiệp chiêu mộ kẻ anh tài hiệp sức cứu non sông. Những lúc tuyết rơi nhiều lạnh lẽo giữa chiều đông, ngồi bên ánh lửa hồng anh nhớ về quá khứ. Cùng trao đổi kinh thi tựa kề nàng xuân nữ thầm hẹn sẽ thành hôn ngày non nước thanh bình. Châu Tam chàng Tu Ngọc. Cuộc đời tan thương em đôi trôi vào triều thanh dương. Nào nương thân đang mang nghĩa tình. Trời ơi trái ngang duyên mình, thù xưa khó phai trong đời. Quán thù cần minh giải đừng gieo thêm quán trái. Huống chi người xăm lấn quê của kẻ bại giống liều lĩnh đến cung rồng sẽ lãnh vòng tay điên. Minh vương toàn vẹn đức nhân cho chàng tương kiến, đang hiện diện ở lâm tổng là hoàng đế khang hy. Hả? Thì ra thiếu sinh đi cùng với nàng là hoàng đế thanh triều. Phải, trong lúc loạn lạc thiếp bơ vơ trong tiếng khóc, nhờ má má thanh triều gặp được cứu nguy, đưa về hầu thái hậu ở cung di, được sự đùm bọc thương yêu, bà xem thiếp như là con ruột. Gần gũi nhau mới hiểu người nhân đức, lúc nào cũng cầu an lành cho trăm họ lê dân. Nhưng hiện giờ nội loạn phế nghĩa nhân, thái sư Ngao Bái đang trực chờ mưu phản. Ngao Bái chính là tên cuồng sát, tài giỏi vô song, da thịt cứng như đồng. Muốn diệt hắn ta phải đâm vào yếu huyệt mới thành công. Nhưng làm sao ai rõ thấu đi trừ Ngao Bái? Hắn chưa lộ tánh ác ra, ta nên gác lại. Châu Tam, hiện giờ chàng cần minh giải với Thiên Nhan để quán thù lúc trước mờ tan, phò thanh quốc đem an lành cho non nước. Ta cũng muốn sang hạ ngưng cơn lốc, mọi chuyện nhờ Tô Ngọc giúp cho. Ta chán ngán rồi quyền tước công khanh, lòng chỉ muốn chung danh quy ẩn. Tạm thời hãy lo tròn bổn phận, khi trách nhiệm tròn chàng và thiếp sẽ bên nhau. Chúng ta hãy đến gặp hoàng thượng và Thủy Nguyệt. Tô Ngọc, Châu Tam. Trường hừng hồng nhan thêm chưa chân, thống ly tâm thương như lệ nhòa trơn. Dường thế không mong sinh tồn, nàng đường đi thương giữ thân an lành. Số phận trời dành đành rồi ly tán, hãy quên bao buồn.
biết nàng còn thơ trẻ xóm rước vào đau khổ nhưng chớ mơ trùng quan. Âm dương muôn thu xa ngàn như chim lang đang đừng mộng về tổ xưa đua vui. Nhưng chớ lo ba phần còn bao người sống bên hồng nhan. Phải, chính tôi. Kìa, Thủy Nguyệt, tại sao hiểu được tông tích của ta? Nàng lại quái lưng ngoảnh mặt. Vì ông là cành vàng lá ngọc cao sang, còn tôi sống gian nan với cuộc đời. Lời nói khiến tâm cảm hoài như lưu luyến thêm. Cô mặc cảm chi e tôi buồn hoa xinh u ê. Nhìn hồng nhan xuyên sao lòng của dương gia nhớ về cô nhân tỷ nương cô với tôi trao hẹn ước. Ôi mừng quá chung nhau nghe tình thiên nhàn tây quỳnh. Nhưng định mệnh khiến xuôi nhạc tình lỗi điệu. Thiên tử dẫn cô liêu băng nguyệt xanh tơ hồng. Là con gái thân dương quận chúa chốn cung rồng. Không thể kết vợ chồng cùng dương đế. Nàng mới để tim lòng đồng nhịp với tử trung. Lòng cùng thủy chung ta thông thiết não nùng mới nhàn du xuôi ngược. Có ngờ đâu kỳ duyên lạc bước tương tư chẳng còn dương khi thấy gian yêu kiều. Những chuyện trái ngang tình do định mệnh trớ trêu. Thiên tử chẳng quanh thiếu rất nhiều trang tài sắc. Hạnh phúc dương quyền như hạt mưa.
Thủy Nguyệt ơi, nàng nói đúng. Giải nhân hồng phận rất nhiều, thầm mơ vào cũng thầm đón nhận tình xấu đậm của quân dương. Khổ một điều tâm tưởng yêu đương, phải là tri kỷ mới chung hòa cảm lụy. Dù là vua cũng biết yêu biết nghĩ, không tâm đồng chung thủy khó sánh đôi. Chẳng lẽ hoàng thượng đành chấp nhận đơn côi? Ta đã chọn được rồi nơi gieo đào thả lý. Vậy thì tiện nữ chúc mừng kim thượng. Coi kìa, tại sao chúc mừng chỉ có riêng ta? Môn tô, tiện nữ chưa may mắn nhìn thấy gia nhân của thánh chúa. Nàng không thấy hay là không muốn thấy? Dạ, tiện nữ nào dám lộng ngôn. Trái lại, nàng đã khi quân vọng thượng. Dạ, môn tô, tiện dân không dám. Rõ ràng là nàng đã dám xem thường quả nhân, mới chẳng đứng gần giao nghĩa kết đi thần. Thủy Nguyệt nhìn đáng yêu, khiến tâm tình ta chẳng vô liều. Hỡi sơn nữ xinh núi rừng, làng mi thanh mắt long lanh, đi buồn như khơi nguồn mạch sống trong tim. Thơm ngạt ngào gọi mời bướm ong chăm chơi lưng cành, hồn nghe ngân ta kề vai bên nhau, thơm mùi tóc lân lân, yêu nàng không thay đôi thủy chung bên lâu, chuỗi thời gian đắm say ngọt ngào, đón nàng về đến nơi cung vàng, kèo sơn tâm tơ khai tàu hoàng mâu. Chỉ sợ lệnh bà không thuận ý. Kìa tiên sinh. Hoàng thượng, đây là Châu Tam hoàng tử, dòng Dương gia Minh Quốc Bại Vong. Trời ơi, cha. Cha là dòng Ngọc Điệp cung rồng, vì thất quốc sơn tòng lánh nạn. Chuyện hai nước tương tranh lúc quả nhân còn thở bé, đông cung cần xem nhẹ việc cừu oán, cùng kết thân để bình định giang san. Trẫm hứa sẽ trả lại sự bình an cho dân Hán. Đội ơn hoàng thượng đã rưới chan mưa móc, nhưng thần thầm lo lòng sâu độc của thái sư,
mộng cuồng chinh mười mấy năm dư. Châu Tam không yên ổn nếu ngào bái từ cơ sự. Tâu Hoàng thượng, chỉ có một cách cầu mong thiên tử trở về cung bấm với thái nương bà hiếu tượng chớ che ngào thái sư chẳng dám lộng hành. Chờ giải tỏa cho người cảm thông mới toàn mạng Châu Tam. Không thể dễ dàng khi người Hán tộc quan gia với thanh triều nhổ cỏ trừ tận gốc là điều châm ngôn của ngào bái ở hoàng môn. Nếu thế gian dòng về triều như bọt nước sẽ chống tan. Sa mạc sông vàng là địa ngục trần gian, sơn giả thanh bần cuộc sống bình an. Không nên giao số mạng cho loạn thần quý quay. Thủy Nguyệt hãy an tâm chờ ta trở lại báo tin mừng vô hại. Hoàng thượng định hồi cung để tỏ bài mọi việc với mẫu hoàng, thuyết phục ngao bái rồi rước Châu Tam và Thủy Nguyệt về điện chánh. Tâu Hoàng thượng, theo nô tài nghĩ, chúng ta nên đưa tất cả cùng về triều nội, che giấu Châu Tam và Thủy Nguyệt ở mật cung, tránh khỏi nguy nan nơi sơn giả lạnh lùng. Nếu xảy ra tai biến, chúng ta còn kế bên bảo vệ. Nhưng người lạ mặt làm sao được vào thành cấm? Thái tử Châu Tam và Thủy Nguyệt ráng đợi tin lành, nên ẩn mặt ngừa ngao bái giả tâm, chờ cơ hội sẽ trùng quản nơi điện cát. Tuân lệnh thánh quân. Tô bà Lai Cô, hãy theo anh vào thu xếp hành trang cho hoàng thượng. Xin vâng. Thủy Nguyệt. Hoàng thượng, giờ ta từ tâm tư luyến thương nghẹn ngào, cô thôn nữ xinh giác vào hương thầm. Ta mơ đón nhau áp yêu vòng tay, nhìn em lệ nhòa hoàng cung nhớ nhung hồng nhan. Tơ tóc trời xuôi khiến đưa tiếng buồn lâng lâng, mong hoàng ân chớ quên người nơi thôn lâm. Sương buồn ướt sân ngập tràn tình xuân, bụi bay gió câu rộn ràng hồi kinh. Thầm mong đèn tình chờ nhau há câu nhạc lòng trùng. Chưa quen biết nhau tâm tướng không dương buồn đau, hương thắm dâng trao liên lưu giặc dao. Sao tâm linh thương cảm xót xa lệ trao. Ngàn quan sang cánh phân, ngàn sầu thương tư cố nhân, chờ tướng quan tối duyên ai ân. Lời chàng tướng khuyên, con đừng quá âu lo, rủi công an nỗi đa mang. Sau thơ dạ, thưa phụ thân, con tin tưởng hoàng ân tròn chung thủy, nhưng thầm lo người vì dẫn nước phải chu toàn. Để con thơ nhìn hạt nổi mấy ngàn mà chờ mong, ngày đêm thương gan chẳng thấy tinh sáng. Để tình trái ngang sầu thang, trẻ tư lưu
còn riêng cha nhớ về lai cô, ước mong thân bình an, cha với nàng sống vui nơi điện trang. Ước mơ của tên Bại Tướng Minh Triều sẽ thành sự thật đấy. A Tỳ Địa Ngục ngào bại, phải nói ta là thần chết đến bắt mi nơi âm cảnh chôn đời. Chớ nuôi mong tồn sanh ở đất cây lành Minh Quốc, nguồn gốc bọn An Dương đã bị ta diệt tộc, thì có một cái thừa là mầm mong bất an, ta không thể nào tha thứ cho châu Tam. Ác gian ngào bài, sao ngươi chưa tâm tà hại mạng người ngay? Chúng ta đã không bàn sang cả tương lai, mà mi vẫn không tha còn tạo chuyện đắng cay. Nhân quả trả dây trời cao đã định, lời khuyên ngao đại thần nên thức tỉnh hồi tâm, để tiên thơm lưu truyền vĩnh cửu muôn năm. Ta chẳng biết hờn căm ngày, đừng nên gieo hận. Cha con mi không biết phận dám mơ đòi, ái nhi ta đau khổ, mỗi người sẽ vào hư vô. Hương chi nhà ngươi dám kết thân cùng hoàng thượng, tên Bại Tướng Minh Trào đang vào hương chôn thân. Quân sĩ bắt tất cả những thiếu quỷ sơn trang của châu Tam Minh Triều thái tử. Quỷ Nguyệt, phụ thân, cha con ta chống cự đến hai tàng. Ngào bại, ta liều chết với ngươi. Hãy thiếu quỷ sơn trang, ngập tràn buồn lòng trao duyên đầu lỡ câu thề nguyện, chung tình thâm dám đâu hờn riêng. Tôi hận nhờ tử vôi dời buồn danh tướng xa trường từng bách thắng,
ai ngờ triểu nặng lũy tình chung. Kìa, ngầu bái thái sư, Đường Kim quận mã lại vùi đầu vào men rượu. Sao lãng việc chu toàn cho quốc dẫn thanh triều. Ai công hầu, ai khanh tương sơn sang, cứ tận hưởng với ngút ngàn vinh hiển. Tròn nghĩa cả thâm ân theo sông biển, vẹn lòng trung miên diễn chỉ hoài công. Nếu còn mang trọng trách với non sông, chỉ nam tử phải gánh gồng đền vũ lộ. Chớ ngu dại đời trai cam xấu hổ, vì muôn dân duyên số phải mờ phai. Nhớ thức tỉnh vua đang giàu nẻo lầm sai, để giữ vững tiền đồ thanh quốc. Ngào bái, người hãy nói rõ hơn. Thiên tử đã kết thân cùng người Hán, Minh Triều Thái tử, tên gọi Châu Tam. Gã bại vương trong lánh ở Lâm Sang, sắp được tỏa hưởng được cung vàng thanh quốc. Tại sao dân quân ta lại kết thân cùng tên giặc? Chuyện này Thái hậu đã biết chưa? Ta nghĩ lệnh bà đã tận tường, vì nội ứng của Châu Tam là Tô Bà Lai Cô tên Tô Ngọc. Tại sao Thái sư lại hiểu rõ chuyện này? Trong lúc thiên tử nhàn du, để quên lãng thương sầu, sợ thách quân gặp tai đến chốn sơn đầu, ta gửi vàng cho thế tử bảo an. Theo dõi thánh hoàng từ cung thẩm đến Lâm Sang, mới hiểu tường tàn ẩn kẻ gian. Không nghĩ gì đến xa tất đại thanh. Tôi đang rối trí, tôi biết phải làm gì. Để quốc pháp nghiệm mình cho vui lòng, khách tể đã hy sinh với thánh hoàng trọn vẹn niềm tin. Hoàng thân định đấu lệnh thái hoàng, hiểu rõ nguyên nhân rồi thỉnh cầu cùng đấng minh quân. Thiện thái hòa đem bại chúa đến xử phong. Được, nhưng ta sợ dương huynh biết rõ. Ngào bái, vậy ngài hãy tạm lòng quyền bắt thái tử Châu Tam giam tử ngục cho ngài phân xử. Hoàng thân đừng do dự, cùng lão thần cứu nạn cho thanh triều. Lão về dinh phủ chờ tin tối mật. Bye biệt. Ngao bái thật lòng vì gian san hay mưu phản, cẩn tử trung, ta ích kỷ với chữ tình, hay cao thượng giữ trung lương, băng nguyệt vẹn can thường, hay dâm loạn với quân vương. Trời ơi, tình và lý đối đường nán giải. Nếu cả hai tình cũ vẫn trắng trong, tại sao băng nguyệt tự chối giờ hôn cần? Còn nếu thiên nhan giữ quân thần, thì tại sao ngơ ngẩn nhớ quận nương? Việc Khang Hy chiếm trọn được băng nương, nhưng bia miệng vẫn xem thường người phản nghịch.
tại sao ta nghĩ đến thiên lương mà phải rước vào thương cảm? Ai hiểu được cho lòng của cảnh tự trung này? Phụ thân, phụ thân ơi, ngã ba đường khó vẹn thủy tròn chung, muôn thở trẻ lạnh lùng trong băng giá. Phụ thân, quận mã Phu Lăng. Tiếng gọi quận mã tôi sẵn sàng đón nhận. Còn lời tôn xưng Phu Lăng xin gửi lại từ đây. Giữa tôi và quận nương không hạnh phúc chẳng tương lai, xin chớ giả dối cảm hoài điều mán. Chàng đừng nghĩ thiếp có tâm hồn hèn hạ, chờ thời giáng minh chân giả thủy chung. Hoàng thân là bào đế của cửu trùng, đừng lầm lạc tinh loạn thần ngao bay. Nếu không có tình gia tộc thì cuộc đời của Khang Hy sẽ tan nát khi nhận tâm làm bị đất mạnh tình tôi. Quân mã, còn nàng ta tưởng đâu quên tình đầu cùng quận mã sánh đôi, ngờ đâu dám giả dạng nên lòng sang trao tớ ai mà. Chàng đừng rầu dãi, đừng dệt thiêu điều không phải. Băng nguyệt này quê môn bất xuất, tam bộ bất ly, với thiên nhan tình nghĩa đã phân kỳ. Kể từ thuở theo chàng về Dương phủ để trọn đời làm vợ của cận tử trung. Làm vợ của ta? Vợ chồng, chồng vợ. Đúng là tới tuần này đáng sợ. Vợ chồng, vợ chồng mà đếm hồn cẩn mỗi kẻ một nơi, phòng ai nấy đi ngủ. Quân mơ thiếp. Băng Nguyệt, nàng đừng nói gì nữa cả. Từ chung này đã quên chuyện cũ rồi. Quân mơ ơi, chàng hãy tin lời Băng Nguyệt mà. Nàng đừng điêu ngoa, giá bị thương gạt lừa tim ta. Thêm ngao ngán mà thôi, tình đầu tiên muôn đời lìa rồi. Quyền hạn giao loan tựa mạng chúng vui, nhân duyên bắt buộc sẽ sai đường ít lối, chỉ rước vào manh dũng đơn côi loạn rồi tơ lòng ngắm.
mộng với tình yêu mới say đắm vợ chồng. Đành úp lệ nghẹn ngào trong cô lẻ, nàng đã toại nguyện rồi khi xem nhẹ tình ta. Mong mỏi kể từ nay mãi mãi lánh xa, người nàng thích chung hòa là đương kim thiên tử. Tự trong chẳng muốn mình hung dữ, để thương tổn để huynh vì nữ sắc lăng loạn. Trời phần châu tam giống dòng Hán Dương, giết đi không hề thương, để dứt trừ kẻ thù chúng triều Thanh. Châu tam thấy tự là bại Dương Minh Quốc, vô ngựa thanh trào như cương lốc diệt từ lâu. Người chẳng dám nương đầu trú ẩn ở rừng sâu, nhờ tướng ngộ thiên nhan nhận thức điều sai trái. Cũng vì sợ quy quyền Ngao Bay, phải âm thầm đương nao chúng lâm sơn. Giáng cầu cùng cân tử trung giết người, ngã ngựa chính nhân sai lầm. Ta là bậc trưởng phu đức lành ghi đậm, tâm giả chẳng gian tà thâm hiểm điêu ngoan. Để rồi đón nhận xót xa, làm sao tin tưởng trải lòng thứ tha. Cần tự trung. Thôi được, thiếp tên Băng Nguyệt, quỳ khấn nguyện cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ, đã chọn vào duyên số với Cẩn Gia. Bao ngày qua nếu bất chánh tâm tà, gươm trời xin hãy phân thây gian. Cần tự trung Băng Nguyệt, Phu Lan ơi, hồng lạp lung linh ánh lửa chập chờn, như vờn như quyện cho đôi hồn cùng lưu liên. Ngoài sân thoang thoảng gió đưa vào hơi lành, thêm sao xuyến nhiều cành liễu đợi tùng quân. Phu Lan ơi, thiếp xin mời chàng hãy dạo đi khúc phượng cầu hoàng, gợi nhớ nghĩa ái ân, và thưởng thức người vợ trẻ với lời ca điệu múa. Thank you.
sao trong lòng. Xin nàng đừng đau môi cỏ tiêu để nỗi nhớ cô đơn chờ thân thuyền viên danh trang anh nguyện sứ trắng nâng khăn trường phu bắt người. Mừng Thái Hậu, hai con hãy bình thân. Mời Thái Hậu ngự cẩm đôn. Để đó cho ta, hoàng thân Băng Nguyệt. Ta vừa mới hiểu tường mọi việc, Châu Tam và Thủy Nguyệt rất đáng thương. Khuyên cùng phò mã thân dương, chớ tạo điều quán trái can thường đoạn ly. Bẩm Thái Hậu, thần nhi không rõ ý. Thủy Nguyệt là ai? Là cô gái mà nơi Lâm Sang ngài tưởng làm Băng Nguyệt, cùng quận nương quyết thống chung đôi. Trên thánh quân tình ý đã dung bồi, chờ yên dẫn nước mới bẩm Thái Hậu cử hành hôn lễ. Tôi bà lấy cô, tôi còn một người em sinh đôi là Thủy Nguyệt à? Phải, thiên tử có cho ta biết Thủy Nguyệt có đeo trên người viên ngọc bích giống như con. Phụ mẫu đã khắc tên, nhờ Châu Tam nuôi dưỡng mới yên lành. Nhưng hiện giờ đã sa vào tay Ngao Bái. Thủy Nguyệt có gửi cho con một bức thơ khi vào đến hoàng cung. Thủy Nguyệt, em tôi, Băng Nguyệt hiền tỷ, đoạn trường đời em bụi hồng mờ quen, lạc loài rừng sâu núi trôi bao ngày, dầm mưa dài nắng mẹ cha đã chết chi vì bưng cướp giã mang. Nhu máu chưa toàn nương ti lánh thương, riêng em nương nhờ với người cha nuôi. Xem qua dòng châu rơi, em tôi giờ lâm nguy, đang dương sầu ai bi, giáng sinh cùng thái nương thương đời con cứ giùm em. Sai lầm tìm cách cứu em thơ đã khó nguy thân giam cầm, chắc chắn dương tham nàng vì Ngao gia đông tướng binh, triều ca nhiều bi canh, đời Châu Tam khó an. Liều chết với quyết tâm không thứ tha cho gian thần, dù phải dương lao lung tôi vẫn vui theo căn phần. Chờ nóng lòng không nên, hãy đợi chờ tin. Thiên tử Gia Lâm, bái mừng Dương Mẫu, quận mã, quận nương, tô bà lại cô. Nguy đến nơi rồi, cho thái tử Châu Tam
nàng mạng sống không an. Gian thần ngao bái á quyền làm loạn kỷ cương, truyền lệnh cho đao phủ dương cung đem châu tam ra đến pháp đường. Hắn đã xem thường thiên tử đại thanh, ta quá kinh hoàng ngao bái tham tàn. Có nghiêm minh gì người hắn đến cung gian, Thủy Nguyệt sẽ không còn nếu như châu tam thái tử lâm nguy. Thầy hầu dập đầu cầu hoàng thương xót thương, quân mã ơi băng nguyệt đã cùng đường, lại cô ơi tận tương lời thơ thiết. Phụ mẫu tôi dương trần ly biệt thảm thâm ân khôn xiết lệ dâng tràn. Nếu chẳng may hiền mũi xuống suối vàng băng nguyệt liệm thân tàn, nơi năm mồ cỏ quan, ôi rối lòng khó thể tính toàn. Thủy Nguyệt chết rồi ta sống như sao an, con chăm lại mẫu hoàng cứu vẹn toàn Thủy Nương. Thái tử là dòng dõi Hán Dương, chám triều cương quy ẩn lâm tòng, tại tôi phải khổ lòng dương gian. Lỗi là do bởi tôi, chỉ vì một phút hờn ghen không suy nghĩ tận tường mới hành động đê hèn, phối kết cùng thái sư. Tại ta yếu hèn nhu nhược với bản thân, nên tên ngao bái ỷ công thần làm loạn. Hắn sợ trầm châu phê ngăn cản, mới đê hèn hãm hại người ngay. Hoàng mẫu ơi chắc sẽ phải ra tay, diệt quân ác cho bửu ngay bền dừng. Dù nát thân cũng cam lòng chịu đựng, cô lý nào lấp mắt ngơ tay để nàng xuân nữ đào tơ cùng ta thái tử phơi thay nơi pháp trường. Tôi hiến cái mưa hay nơi pháp trường loạn, pha cho ngao bay kinh hoàng tam thái tử thua ca, nàng Thủy Nguyệt sẽ bình an tỷ mỗi cung trùng quan chuột lỗi lầm đã mang hồi hiền thế ngăn dứt lễ tràng. Từ trung này chẳng sợ nguy nan, nàng đợi chờ tin tức đưa sang. Từ trung chẳng yên đâu tan sầu vào quần, sẽ liều mình đến tận pháp ti, sánh bước bên chồng dù phải ai bi. Tiền đây hỡi thâu chân bao người khổ ngại linh hiện, làm sao cứu độ kẻ trung hiền.
diệt trừ ngạo bái điện tiền bỏ tay. Trị phường sâu độc nghiệt gai, lòng tham vô tận nắm quyền nơi kim giai. Hoàng thượng, hoàng thượng. Dạ, muôn tâu hoàng thượng, thái tử Châu Tam đã bị đưa đến pháp trường, riêng Thủy Nguyệt được giao về cung của quý phi để bà xử tội. Chết rồi, Phi Kiều sẽ hại Thủy Nguyệt vì hờn ghen nóng nổi, thân gái chốn hang hùm trăm mối đau thương. Trời ơi, tôi không màng tước phẩm hoàng dương, hãy trả lại cho Khang Hy một thủy nương chức phất. Nghĩa với chồng chúng Thủy hỡi từ trùng phù lan, phải đi liền giải cứu tiêu mùi qua tháng nàng. Thề không quên ơn của anh trọn đời em với tâm lòng thành. Chàng ơi chàng xin cảm thông lê nhòa chàng ước mong trùng phương. Dù phải tan thay đời anh vẫn vui vì em. Cần cứ trước Châu Tam được bình an chẳng nguy vào thân. Phải rồi, Thủy Nguyệt chỉ bị giam cầm, chẳng sẽ đến gặp quý phi. Tự trung tôi bà lại cô cần phải lo cho Châu Tam toàn mạng. Tất cả hãy đi nhanh. Thăm ân nguyện ghi tâm, ân sâu dày muôn năm, ngày sau tương quan với nhau không mơ phai nghĩa tình thành cao. Nếu chẳng mau kiếp dời chân để thân bình an về nơi quê cũ. Còn tôi quay về Đế Kinh tìm phương giải cứu Thủy Nguyệt nàng bình. Hy vọng trở về cung thẳm hay sao? Ngào Bái, Ngào Bái. Phải, ta thay Dương Quyền phán xử bọn mi. Cẩn Tử Trung mưu phán sang hà, Tô Bà Lai Cô ẩn chứa tâm tà, cấu kết cùng nhau thả tên tư tội. Thái tử Minh Triều là kẻ thù xưa, đưa đại thắng ta vào dòng hám hải thì làm sao cơ đồ tồn tại. Mau trói mình cho ta giải về hoàng. Mì quá nghìn ngang vì ý nhiều công trạng, lấn lướt thiên nhang triều đình nổi loạn. Châu Tam xa cơ cả tấm lòng cái hối, quy phục thanh triều dưỡng tội nghĩa là sao. Giá dồn mệnh ngây thơ ẩn lớp cáo già, mong chiếm đoạt sang hà bằng hành động nghĩa nhân. Dù nát thân cũng chống trả với gian thần, để giữ gìn mạng sống Châu Tam. Tốt lắm, quân sĩ đang dừng lại. Xin chớ giao tranh nhau làm gì cho buồn đau tương sát. Tôi trói tay nơi đây ngày nên truyền quân. Mong thứ tha lại cô cùng Tử Trung về cung yên ổn. Thành quốc luôn vững yên toàn dân hòa ca thái an. Đừng hạ mình cùng quân gian, liều thân ta cố an cho người. Đời là ngàn lễ rơi, tình thân thương mới mong lâu bền. Chúng ta chỉ muốn hiếu hòa tan khói lửa gian qua cho dân chúng mau ca nhà nhà êm ấm. Đâu phải kẻ mau son vàng nhung gấm sai đắm quyền dương chiếm đoạt thanh. Không thương nghĩ tướng binh tham lụy trăm
phục triều Thanh, sao ngài chẳng bỏ đi chuyện vừa qua gây ơn. Người chỉ muốn yên thân lắng đời theo số phận, thái sư hại cảm thông nên dần quên phiền. Ta đã quyết tâm tiêu diệt Minh Triều, tân thuyết phục thêm nhiều, cũng không nên liều mạng số chẳng bình yên. Nhổ cỏ nếu không tận gốc rất phiền, sinh sôi nảy nở liên liên. Tiên hạ thủ di thường là chiến lược cao minh. Ngao Bái thái sư có thừa bản lãnh, thì lo sợ gì tên bại tướng Châu Tam. Tôi bằng lòng làm vật hy sinh cho nổi loạn triều đình Thanh Dương bền dưng. Tô Ngọc thương anh nén lòng chịu đựng, phải nhớ nghĩa ơn dài thái hậu dưỡng nuôi. Số phận mình ngắn ngủi đành thôi, hoàng thân chớ vì tôi vương tay biến. Ngào Bái tài cao lược thao hiểu chiến, tất cả sẽ không yên khi đối diện tranh tài. Ngào Bái, Dương huynh vẫn nắm quyền mà ngài quá tự chuyên, để trăm họ đạo điên quan khiêm đưa tới. Tôi không phải là người ham danh lợi, chấp nhận dứt cuộc đời cho ngài vẹn lòng trung. Châu Tam đừng giả giờ nhân hậu, đại thánh ta bền vững thiên phu. Thiên quận mã và Tô Bà Lai cô binh vực Châu Tam, hãy xem quy vũ ngao gia để trừ tối loạn phản nghịch. Quân thủy lên. Tô Bà Lai cô, phò Châu Tam thoát thân, tự trung sẽ chống thinh cùng Ngao Bái. Sống đó sẽ thành ma trong chốc lát. Tôi và bà chưa biết nhau và không thù oán, nguyên nhân nào muốn hại mạng tôi, trói tay chân và hành hạ tâm thân. Bà tạo chuyện ác sẽ lãnh vào bi đát. Khốn nạn, mi cả gan chống trả với bà, ta sẽ cho mi một bài học để hiểu thế nào là lễ độ quân sĩ. Đánh nó cho ta. Đoàn lìa rồi muốn thu cánh sơ đứng đau chân bờ. Mi cần hứa xa dính ly dương hoàng, ta cứ tha nhà người toàn mang, nếu không cần mua
cười đã thắng giả mang và hành động ác gian với một nàng con gái. Chỉ vì quá hờn ghén trở thành cuồng giấy nở bài trò bể thẩm quá nương dâu thương hại tan điên. Quang thương nàng có tội tình chi mà chuốc lấy phiền, quá kinh tởm gớm ghê hòa duyên thêm tê tái lòng lãng soi tạo bài thảm cảnh bi thương. Thủy Nguyệt hỡi nhìn nàng chúa xót và quân dương trầm cam kiều đoạn trường cho trọn tình chung thủy. Phi kiều giết ta đi để thỏa lòng ích kỷ, đừng hãy mạng hồng nhan vì ngôi báo chiêu hoàng. Bệ hạ, nó là kẻ đến sau mà tơ đào kết nụ, hạnh phúc đã mỉm cười với cô gái Hàn Nhi. Thà đừng đưa thiếp vào phẩm trật hoàng phi, đừng chấp nhận là hôn thê trên danh nghĩa. Ngày đây phi kiều cam chịu với thiên đời mai mỉa, đã có chồng rồi mà vẫn phải đành chia bóng cô đơn. Tại sao, tại sao thiếp có tội gì? Nói đi, nói đi hoàng thượng, thiếp có tội gì mà ngài hất khỏi? Phi kiều, trẫm biết nói thế nào cho đúng nghĩa của tình yêu. Hoàng thượng, nếu đúng nghĩa của tình yêu thì quý phi phải được sự nuông chiều âu yếm. Tại sao hoàng thượng lại chối từ trách nhiệm, không xót xa cho thân con gái của chồng mà chưa biết lệ tòng phu, để bé bàng lạnh lẽo giữa chiều thu rồi cảm thấy ngỡ ngàng run rẩy khi đóa phù dung sớm nở tối phai tàn. Phải ngã gục giữa tình trường vì một cô gái hèn quê. Kẻ đến sau phải chấp nhận sự tay tê, xin hãy trả tôi về dưới đồng khô cỏ cháy, để rồi đêm đêm giữa núi đồi quán dài ôn lại chuỗi ngày qua ngàn trái riêng mình. Thủy Nguyệt ơi, lời khuyến nhủ của nàng ta hiểu lòng chân thật, những duyên phận có trao về vì tình cảm chẳng dân dương. Trời khiến xuôi ta ràng buộc với thủy nương, cùng lạc mã phân đàn hướng. Phi kiều ơi, cầu thương nghĩ đừng gieo quan trai. Hoàng thượng ơi, tâm tình nàng nghĩ lại đáng thương, xin hãy trả tôi về với gió sương ôm gối mong đoạn trường sầu. Không thể được, nếu mất nàng tuyệt vọng cả đời ta. Thì hãy chờ nhìn dung mạo xấu xa của người con gái mà quạt giá đắm đuối. Ta sẽ quỷ quái sắc hương ngài mê muội, để thấu rõ lòng chúng thủy sớm minh.
sinh cho vẹn chữ ân tình. Đừng phi kiều chứ tạo cực hình thế thảm, làm u ám thương sầu cho nhi nữ hiền lương. Nếu trọn tình ân nghĩa với thủy nương, tại phế chiếu ngọc chiếu dương trao phi kiều. Sao ta phải hạ bút châu phê phong nàng làm chiếu vương hoàng hậu à? Phải, và đoán tình cùng con yêu nữ ở lâm sang, đuổi nó về nơi chim kêu dưỡng hú, làm bạn với trăm ngàn gió núi. Nếu như ta chẳng bằng lòng thì ta sẽ sạch nát mặt con tiện tì này và móc đôi mắt nó đã quyến rũ người mà phi kiều yêu quý. Quá lắm rồi, Thiết Ngữ Quân. Vô ích lắm hỡi thiên nhan, phụ thân thiếp đã khuyên đảo giang sang, nếu ngài chống cự, đại thánh sẽ chìm trong biển lửa. Thì ra cha con nàng trở lòng mưu phản. Ta phản bội vương hoàng vì hành động của khang. Ngào bái. Phải, ngài đã phụ ơn người chống đỡ triều nghi, dập bừa lên đau khổ của ai nghi. Thì muôn thở sẽ thảm bi vì ngao bay. Hoàng thượng, đừng đắm mình vào quán trái, khi thanh triều cần một đấng minh quân. Hãy quên Thủy Nguyệt đi, cùng kiều nữ thành thân, cho muôn vạn dân sinh không đắm mình trong tang tóc. Nàng thông minh lắm, lại là một giai nhân tuyệt sắc. Khang Hy, nếu ngươi bằng lòng cùng ái nữ thành thân, để ta và Thủy Nương phối kết hôn nhân, mãi mãi ngao bái sẽ là kẻ trung thần rừng cổ. Quân sĩ văn phòng tứ bố, thế nào, hãy chọn đi. Và hạ bút châu phê phong phi kiều làm chân hậu, chậm dược dịch cố nhân để có được gian sang cho ngài nhất thống. Nào chọn đi, ái tình hay ngôi báo. Được, ta sẽ chọn. Hoàng thượng, đừng bất hiếu với tiên dương, đừng làm thái hậu buồn thương tuyệt vọng, đừng xem Thủy Nguyệt là niềm thương vui sông. Hãy nghĩ muôn vạn dân lành đang mong đợi quân dương. Ta chẳng ham ngai vàng điện cát. Không nên thương toàn dân. Sao, sao bất nhân với nàng con gái giang sơn trôn ơn tiên hoàng không thể yên hồn quang. Quá nhân ghi
đầm tấm lòng. Luyến thương xây mộng vợ chồng. Thúy nương ơi nghẹn ngào, thám thương cho hoa đào. Bao nỡ tâm sao cách chia duyên mình. Sống hãy im ngay. Bệ hạ, châu phi đi bệ hạ. Đừng chần chờ dòng sầu bi thương, ngài mau châu phi lên thuyền. Triều đình gia phong chiếu dương nhanh chóng, ta sẽ tha cho nàng an thân qua. Đừng làm phiền lòng nhau gia, sẽ không tha. Hãy châu phê theo lời ta. Ta đếm ba tiếng lúc ngày trong hải bút châu phê. Trước hết ta sẽ mượn một thủy nguyệt của ngương đuôi mắt đẹp. Khang Hy, phê mau. Thủy nguyệt, phê đi hoàng thượng. Không, ta không thể nào. Hai, phê đi hoàng thượng. Xin hãy nghĩ đến muôn dân. Bệ hạ, chẳng lẽ ngài không nghe lời người mình yêu mến? Tiếng thứ ba, nếu ngài không phê thì thủy nguyệt sẽ đuối. Thiết ngữ quân, đừng lớn lối hỏi gian thần ngao bay. Quân cái vương kỳ sơ lớn lớn tung tung, sao các người vào đây được? Hoàng thượng đã đoán được trước có ngày hứa chuyên quyền làm phản, nên đã bí mật bảo ta điều quân của Bạch Kỳ Sơn vào tận Thẩm Cung. Nội công ngoại kích ngươi không sao lường trước được, còn chần chờ gì nữa, hãy xuôi tay mà chịu trói đi. Ngao Bái, ngươi nên nhớ nhân nghĩa thắng bảo tàng. Hoàng thượng đã nuôi ông tay áo nên gian thần mới lỏng giả thành chân. Chỉ vì ngôi vị chiêu dương của Phi Kiều, mi ích kỷ xem thường thiên tử. Lưới trời tuy lòng lộng, khó thoát được mãi long. Mi đã trúng kế nội công của Dương gia Thanh Quốc. Hoàng thượng, Ngao Bái, bởi vì ngươi quá xem thường Trầm, trong mắt Khanh cứ nghĩ rằng Trầm mãi mãi là một đứa bé thuở còn thơ. Khanh chuyên quyền gây rối loạn triều ca, trung quân biến thành kẻ gian thần trong gang tấc. Vì tiên đồ tiên đế, Trẫm buộc lòng phải trừ loạn ở Ngao gia. Nhưng các người đừng quên rằng hàng vạn quân khó có thể giết được ta. Ngao Bái vẫn là đại tướng lừng danh bách thắng, xứng đáng là dũng sĩ của Đại Thanh. Xem đây, chưa
hoàng trưởng không hạ sát kẻ tôi loạn phá nghịch này đi, để ngàn đời ta mang tiên bức nhân đã nông nổi phủi thâm tình từ thuở còn thơ âu. Hoàng thượng, lòng trong sáng như vì sao bắt đầu, làm cho Ngao Bái quá thẹn thầm khi bội nghĩa dòng ân. Vì nặng câu phụ tử thâm tình mà bôi xóa chữ trung thần, đã đưa Ngao Bái lên hàng top phẩm. Phi kiều con ơi, trời đất công minh chánh tà tỏ rõ, cha và con quá sai lầm vì quyền quy chúng đình, rồi gánh vào trường hận thảm bi, nhìn lại có còn chi khi lệ mau chàng qua. Đang kiếp kẻ cuồng si mộng mơ sang hà, dùi đái quyệt thâm u còn xót xa nghẹn tuổi, không dám ngẩng mặt nhìn tiên đế bụi từ ly. Thần sẽ thọ tội giữa triều nghi, cầu tương nghĩ bấy lâu nó dài công hạn mà, tha thứ tội ái nghi cuồng ngông cùng bệ hạ mạng sống kẻ bình an. Thần ghi tạc ơn vàng phụ thân biệt dương trần, xin cho trẻ cùng theo ngàn tay biên hiểm nghèo, con giữ niềm yêu đau. Đời là chốn nghiệt quan dày đầy khổ nào, kết tạo chuyện ngân thu vào tâm khảm của nhân sinh. Thay sư đại thần, người tạo lỗi chỉ vì thâm tình phụ tử, ta lầm sai bởi nặng chữ tình si, trời còn thương chẳng tử biệt sanh ly, ta không nỡ để sầu bi cho tất cả. Khanh nghe trẫm dưỡng thương cho mau bình phục, phi kiều vẫn vẹn toàn phẩm hạnh hoàng phi. Tạ ơn hoàng thượng, thiệp qua não nề Sa Mã Cung Di, lòng nhất nguyện quy y thi pháp. Phi kiều ơn trời bể hạ thần di tạc, cho lão thần trao ân từ quan nơi hoàng lăng thờ phượng tiên hoàng, vì Ngao Bái đã tiêu tan công lực, không đủ sức ngăn thành chống lụy. Dương huynh hãy nhậm ngôn tuyên chỉ để Ngao đại thần tròn ý nguyện sau cùng, để muôn đời toàn vẹn thủy chung, trẫm chấp thuận lời đại thần và phi nữ. Đội ơn hoàng thượng,
từ cầu tất cả vạn an. Này non nước Thái Hòa, dân sống bình an nhờ có vị vua anh minh yêu dân yêu nước. Châu Tam vui lòng thỏa dạ với cuộc sống thanh bần nơi sơn thủy đón ánh bình minh. Xin hoàng thượng hãy chuẩn phê cho Tô Bà Lai Cô được theo gót Châu Tam tròn nguyện ước. Được, trẫm nhậm tấu. Tạ từ hoàng thượng và khanh tể triều ca. Lời ước thề trọn đời ghi lòng về.